Các đại biểu Quốc hội tỉnh gồm ông Lê Thanh Hoàn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, ông Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã tiếp xúc cử tri huyện Ngọc Lặc và huyện Cẩm Thủy. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Ngọc Lặc đề nghị Trung ương tiếp tục quan tâm đầu tư tuyến đường trục trung tâm khu trung tâm hành chính đô thị trung tâm vùng miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa, sớm triển khai dự án nâng cấp đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn huyện Ngọc Lặc, có cơ chế tiếp tục hỗ trợ cho các xã mới về đích nông thôn mới cử tri huyện Cẩm Thủy đề nghị các ngành các cấp quan tâm hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm xã hội cho các hội viên hội cựu chiến binh nhập ngũ từ năm 1989 trở về trước, hỗ trợ một phần kinh phí thường xuyên cho cựu chiến binh có huân huy chương trong kháng chiến chống Pháp chống Mỹ mà chưa được hưởng chế độ khác. Điều chỉnh khắc phục một số cống thoát nước trên kênh tuyến quốc lộ 27 đoạn qua thôn Cánh Én, thôn Thành Long, xã Cẩm Thành đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thanh hóa đã tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri để tổng hợp báo cáo quốc hội chính phủ và phản ánh tới các bộ ngành cơ quan có liên quan xem xét giải quyết